là một trong những cụm cảng nước sâu quan trọng của cả nước. Đặc biệt, phần lớn hàng xuất nhập khẩu sang Mỹ đều phải đi qua đây. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải hiện đang nỗ lực cao nhất để bảo vệ luồng xanh hàng hải. Ngoài việc thực hiện nghiêm quy định 5K, lao động tại cụm cảng đã được sắp xếp lại ca kíp để giảm tập trung đông người. Từ hơn một tháng nay, lao động tại các doanh nghiệp đã thực hiện phương án 3 tại chỗ. Thuyền viên trên các tàu cập cảng, người ra vào cảng, nhất là tài xế vận chuyển hàng hóa, đều được kiểm soát y tế hết sức nghiêm ngặt. Cụm cảng cũng đang phối hợp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch, nhờ vậy mọi hoạt động vẫn được thông suốt. 6 tháng đầu năm nay, lượng hàng thông quan qua đây tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.